Còn nếu mà sư cô không, sư Hiếu không làm cái chuyện này sáng tỏ ra là sư cô Hiếu mà không xin lỗi em trên cơ sư đấy cộng đồng lắm, là vấn đề này lại của sư cô sai, em sẽ kiện sư cô. Em có thể chứ không phải là mà cái thế này là liên quan đến danh dự của em. Cái danh dự của em nó chỉ đáng giá 2.000 đô thôi hay sao? Cơ sở kinh doanh buôn bán của em nó ảnh hưởng rất là nhiều. Giờ tóm lại là chị có dám giáp mặt với sư cô Hiếu? Ngồi trước mặt màn hình mà quý vị đang theo dõi là chị Linh, chủ của tiệm bán tượng Hoàng Ngọc Phương Linh. Trong cái câu chuyện mà của cô Hiếu tỉnh Thác Không May, những cái pho tượng Phật mà về tỉnh Thác Không May đều được cô Hiếu mua tại tiệm bán tượng Phật của chị Hoàng Ngọc Phương Linh này. Rồi các em có một cái buổi nói chuyện với chị Linh liên quan đến vấn đề mà cô Hiếu đang bức xúc cho rằng là chị Linh có vấn đề ăn chặn tiền tượng Phật. Bây giờ các em hãy có một cái cuộc trao đổi thẳng thắn với chị Linh xung quanh vấn đề đó. Chị Linh biết cô Huệ Hiếu ở tỉnh Thất Sông Mây là được bao lâu rồi? Em biết sư cô tỉnh Thất Sông Mây từ năm 2019. Dạ. Thì lúc đó là cô có đến thỉnh tượng của em. Dạ. Thì lúc đó cô không phải là thỉnh mà cô đến cô ngắm. Dạ. Thì em có em hỏi cô là chính em gặp cô mà. Dạ. Gặp em là người thích cô chứ không phải chồng em. Dạ. Em hỏi là bây giờ sư cô muốn thỉnh tượng gì? Thì sư cô nói rằng là sư cô muốn thỉnh tượng, sư cô không có tiền. Dạ. Bây giờ sư cô không có tiền thì sư cô rất là thích tượng Phật cho nên là về thờ, nhưng mà bây giờ không có tiền thì đến ngắm. Thế nói giờ sư cô có bao nhiêu tiền? Thì ý kiến của con là cô cứ thỉnh, cô có bao nhiêu tiền cô đặt cọc cho con rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm cô thỉnh vẫn được. Rồi cô lấy cái viên nhận thường thì con thấy mấy cái thầy là thỉnh nhá. Rồi lấy cái viên nhận về thì Phật tử người ta thấy được. Rồi người ta tới cơ sở của con. Người ta hỏi có đúng tiệm đó không, có đúng thỉnh tượng Phật không, người ta sẽ cúng dường cho sư cô nó nhanh hơn. Chứ giờ sư cô nói miệng người ta đâu có tin. Là mình thỉnh tượng Phật về chùa mình thờ đúng không? Thì vậy thì cô có nói, cô nó có 1 triệu. Thế là 1 triệu cũng được. Thì cô thỉnh 4 tượng. Đó, 4 tượng về thì 1 năm sau cũng không thấy cô quay lại. Đúng không? Chị có nhớ là 4 tượng nó có giá bao nhiêu tiền không chị? 4 tượng là như là 8 triệu một vị. Lý do tại sao mà chị cho cô Hiếu mua tượng mà để trả góp như vậy chị? Tại vì em nhìn thấy cô tông sư tội quá. Yeah. Vì thấy cái cô đi cái dép dép Lào đúng không nhỉ? Yeah. Cái dép ở ngoài Bắc gọi là cái tông, thấy không? Rồi cái chân tay của cô nó rất là dơ mà nó thô nữa. Yeah. Xong rồi cô cười cô lại không có răng. Yeah. Thấy tội, thực sự là thấy cái như vậy mình thấy tội. Cảm động hả chị ha? Thì mình thấy cái thứ nhất là như vậy, cái thứ hai là mỗi một ngôi chùa mà thỉnh tượng về chùa thờ là con điểm của em là em sẽ chúc cái gì thì em chúc. Mình làm tượng Phật thì mình cũng không có cái tâm trong đó. Mình chúc là mình, ví dụ bây giờ, ví dụ như bức tượng mà cô thỉnh về, quan điểm của em thỉnh về người Phật tử xung quanh chùa cô chẳng hạn, hoặc là tính thức của cô, nhưng ngang qua người ta chưa có theo đạo Phật, nhưng người ta ngắm cái bức tượng Phật đẹp, người ta vào ta ngắm rồi gặp cái người thầy hoặc sư cô tu là nói về đạo Phật, hoặc là người ta am hiểu, người ta theo đạo Phật, cũng là cái đó là một điều hướng thiện. Thế là quan điểm của em là như vậy thôi đó. Còn bây giờ cái vấn đề chính, không nói tới cái vấn đề kia, thì tất cả những lúc của anh Thiện đã đưa lên rồi đúng không? Em cũng nói thật ra là em cũng ít. Anh Thiện nhiều lần vào nhưng em nói thôi em không thích đâu. Em nói thật đấy, em bán được Phật chưa, em cũng không có chạy lên gọi là cái gì vậy? đăng lên nhiều, em chỉ đăng lên Facebook của em thôi, mà em cũng không có chạy chương trình gì trên đó hết. Và em cũng không người ta gọi là cái gì này? Gọi là làm cái gì nằm trong ép đúng không, em cũng không luôn. Nhưng mà em bán rất là nhiều, bán rất là nhiều và làm thực sự làm, nhiều khi làm không bao giờ nghỉ trưa luôn, em có thật đúng không? Nhiều lúc anh Thiện vào mà em nói, nhưng cái lần anh Thiện mà cái anh gì anh đăng em lên đó là em cũng không hề biết. Cái anh mà sau anh Thiện anh đó, anh em không hề biết là bán hàng ngoài, em không biết đâu. Em ít khi nào mới lên YouTube đó. Thực sự là cái ngày hôm qua cách thì 16 tiếng anh gì nhỉ, anh Quý đúng không? Là anh đưa em lên mạng đó, là em cũng không hề biết tại vì em không có thời gian. Nhưng mà thời gian để mình chuyện gì chị đưa em mạng về cái vụ là Hoàng để nói con gái chụp lại cái sổ, em đi vội quá em không mang cái sổ, em có ghi từng mục đúng không, em vội quá em không có mang theo cái sổ. Có phải liên quan tới cô Hiểu Hiếu gì vấn đề tiền bạc không? Đúng rồi,
thì nó có mấy mục nữa. Bây giờ để mẹ con gái nó chụp. Vấn đề thứ nhất là cô Quý nói là em với anh Thiện là gây lộn nhau về vấn đề tiền bạc. Cô Hiếu, cô Hiếu. Cô Hiếu nói đó. Cô Hiếu. Anh Quý đăng lên, cô Hiếu nói đúng không? Là đây, chú Thiện và cô Linh gây lộn nhau về vấn đề tiền bạc. Đúng không? Em anh Thiện không hề. Tại vì cái vấn đề của em anh Thiện nó không có giống, không có liên quan gì trơn. Anh Thiện chỉ là người dẫn dắt cái người mà cúng dường, mà khi cái người cúng dường đó là đưa tiền cho anh Thiện để mang xuống cho cô Hiếu, mà cái người nhận, em nhận tiền là nhận từ tay cho cô Hiếu. Có một vài người, nên có một người thỉnh cái, em nhớ trong đầu em là có một người thỉnh cái tượng địa tạng, à quên, tổ chức đập ma đưa cho em tiền cho em, thì em đã mời cô Hiếu lên, mà cái người đó cũng nên ba người rồi, thì em giao tượng với sư cô Hiếu rồi, đúng không? Em anh Thiện chẳng có gì mà gây lộn cả. Nên biểu là hai người nói nhau lùng xùm gây lộn vì cái vấn đề tiền, đúng không? Dạ, cô Hiếu có nhắc tên chị trong việc 2.000 đô về một cái đó đây chị. Cái vấn đề thứ hai là cô nói là ở chùa Thái Bình, em đang hỏi là em cúng dường cùng với cái chị khách hàng về chùa Thái Bình, sao cô Hiếu lại biết, sao cô Hiếu lại biết? Dạ. Mà nói em cái gì mà về chùa Thái Bình, đó câu đó em cũng không có biết là trong vấn đề đó là cái gì. Sao cô biết là cái tượng em lấy của cái chị đó 15 triệu? Tại vì về chùa Thái Bình là em xin cúng dường chung với chị đó, còn em lấy chị đó là kể lấy 5 triệu hay lấy 3 triệu là quyền của em chứ, đúng không? Cô này nghĩ là cái gì, cái tượng Phật Di Lạc lục đặc là có chỉ có 15 triệu. Cái chị đó là như thế này, cái chị mà ở bên Mỹ đó, vâng, chị điện về cho em, chị nói rằng là chị muốn cúng dường về chùa Cô Hiếu, yeah, một bức tượng Phật, yeah, nhưng mà cô không nhận nữa, yeah, vì tượng đủ rồi, yeah, đúng không? Yeah. Chị, cô chỉ muốn nhận tiền để tu phụ chùa thôi. Yeah. Thế em mới nói, chị mới điện cho em, chị nói thế bây giờ em nói thiệt với chị, bây giờ nếu vậy thì chị cũng nhường tiền về chỗ chùa cô đi để tu sửa chùa cho đẹp. Yeah. Đâu cần thiết phải là mình cúng dường tượng Phật đâu, đúng không? Yeah. Thì chị nói rằng là giờ chị muốn, chỉ muốn thỉnh tượng thôi, cúng dường thôi, chứ chị không muốn cúng từng tiền. Thế em nói là nếu mà chị nói như vậy thì trên đất nước Việt Nam thì còn rất là nhiều ngôi chùa đang khó khăn để cần tượng để thờ. Yeah. Đó, nếu mà chị muốn thì em giới thiệu với chị. Yeah. Rồi thế em mới nói là ủa thế chị cúng bao nhiêu tiền, có khả năng bao nhiêu tiền? Chị nói là chị có chỉ cúng 15 triệu thôi. Yeah. Thì trong đó thì em cũng đang lên chùa Thái Bình. Yeah. Em thấy chùa sập sệ quá. Yeah. Chùa có nghĩa rằng là mỗi năm rồi không có khả năng để thỉnh tượng. Yeah. Thì không có tượng Phật Di Lạc, mà tượng Phật Di Lạc và xi măng là nó hư rồi. Cho nên em muốn phát tâm, thì cái bản thân em thì em muốn phát tâm mỗi chùa một ít. Thì em mới nói chị là bây giờ chị có 15 triệu, bức tượng đó là 40 mấy triệu, đúng không? Thì bây giờ chị có 15 triệu thì em nhận 15 triệu, còn phần này còn lại là của em, phải không? Thì hồi trưa thì anh Thiện anh bảo với em là, em nói là tại sao chị có Hiếu biết là chùa Thế Bình. Thì chính anh Thiện nói là sư anh Thiện có nói. Thì tại vì cái chị đó chị điện cho anh Thiện nữa. Đó thì cái vấn đề là cúng dường tượng trên chùa Thái Bình thì em đã điện cho chị, mà em có vẫn còn tin nhắn trong Viber. Yeah. Là mọi chuyện nó viên mãn, em đã nhắn cho chị đó là xong hết rồi. Yeah. Đó còn chẳng có liên quan gì sư cô Hiếu, mà sư cô Hiếu nói chùa Thái Bình thì làm cái gì? Yeah, tại vì sư cô Hiếu nói là có người chuyển 2.000, nhưng mà bức tượng đó thì chỉ giá chỉ có 15 triệu. Về cái vấn đề nếu mà sư cô chùa Thái Bình vẫn còn trên đó, mình có thể lên chùa Thái Bình. Rồi còn vấn đề là cái chuyện chùa Thái Bình là giữa em chùa Thái Bình nó chả liên quan gì chứ cô Hiếu. Còn bây giờ cái vấn đề thứ ba là gì? Sư cô nói là em nhận 2.000 đô gì của khách đúng không? Dạ. Rồi đưa biên nhận gì 2.000 đô, ăn chặn tiền tượng nhiều. Đó em có, đây là tóm tắt trong cái YouTube thôi. Dạ. Ủa, hay bây giờ sư cô Hiếu nói này, em ăn chặn tiền 2.000 đô đó. Dạ. Ai đưa cho em? Sư cô kêu người đó nè. Nếu như mà em ăn chặn, nếu mà em nhận 2.000 đô đó mà em không đưa cho sư cô Hiếu, em đền cho sư cô Hiếu gấp 10 lần 2.000 đô. Em dư sức để em đền cho cô Hiếu. Còn nếu mà sư cô không, sư Hiếu không làm cái chuyện này sáng tỏ ra là sư cô Hiếu mà không xin lỗi em trên cơ sư đấy cộng đồng mạng, là vấn đề này lại cô sư. Em có thể, chứ không phải là cái thế này là liên quan đến danh dự của em. Dạ. Cái danh dự của em nó chỉ đáng giá 2.000 đô không? Hay sao? Cơ sở kinh doanh buôn bán của em nó ảnh hưởng rất là nhiều. Yeah. Chứ không phải là mấy cái tâm nữa. Mình làm tự nhiên mình đang là người giúp chùa mà tự nhiên trở thành cái người mà đi ăn cướp của chùa, đi ăn chặn chùa. Em đâu có làm chuyện đó gì. Thiệt sự là em rất là buồn. Không phải là mình đối với người tu mà sân si hoặc này đó,
Nhưng cái vấn đề này là vấn đề liên quan đến danh dự của em. Cái danh dự của em không phải là, em là một người công dân Việt Nam mà. Cô Hiếu cũng là người Dung Lân, kể cả hai này cũng vậy thôi. Mình không thể nào mà tự nhiên mà mình làm cái chuyện gì mình phải suy nghĩ. Còn chưa nói đến cái việc này nữa nè, thêm cái này nữa nè. Sư cô Hiếu còn nói với mình là, em nói với sư cô Hiếu là gì? Em nói với sư cô Hiếu là cô cứ ai cũng dường tượng Phật á, thì cứ ai cũng dường tượng Phật thì cô cứ nhận đi, sau đó là đưa lại cho con, bán lại cho đó. Nói gì đó trên đó nữa cơ. Cái lúc mà sư cô Hiếu đặt tượng em ha, thì em chưa biết tính chất của cô luôn. Yeah. Em đâu có xuống đâu. Yeah. Em bận em cũng không xuống. Với lại tất cả các chùa là ít khi nào mà em xuống chùa, em coi cái vị trí, nhiều khi xuống khách hàng ta cũng cho. Ý người ta đặt cái tượng nào thì mình làm cái tượng đó thôi. Nhưng đến khi em với một sư cô ở Đà Lạt đi xuống dưới tính chất của cô để coi cái mặt bằng để mình giáp tượng, thì xuống cái tính chất của cô quá nhỏ, mà tượng đá thì nó nặng. Thì sư cô ở Đà Lạt có nói rằng là nhỏ quá mà cái sức sặc chưa chắc đã chịu được, thì như vậy có chịu nổi hay không. Thì em có nói với sư cô Hiếu là bây giờ nếu mình, người ta đã đặt tượng rồi đúng không, người ta đã đặt tượng rồi, người ta cúng dường cho cô rồi, có nghĩa là cộng đồng mạng đã cho tiền để cô đã đặt rồi, thì bây giờ nếu như mà nhiều quá mà để không chịu nổi sàn thì sư cô có thể gửi lại tượng cho con sẽ gửi tiền cho cô để cô làm cái việc khác ở trong chùa, xây dựng này nọ. Bây giờ tóm lại là chị đã lên tới đây thì chị có muốn gặp mặt sư cô Hiếu không? Em nói là hồi nãy là em đã lên rồi, em lên từ lúc mà, mấy giờ, từ lúc 3 giờ rồi. Yeah. 3 giờ, 4 giờ gì. Yeah. Em nói rõ là em lên chùa sư cô Hiếu. Yeah. Nhưng mà chùa sư cô Hiếu mở cửa chỉ có một cái bà già, nó sư cô Hiếu đi rồi, không có ai hết. Em đã định lên rồi mà tự nhiên không gặp, thế nên em mới điện cho anh Thiện, thì anh Thiện ở đây. Yeah. Thì anh Thiện mới kêu mấy anh. Bây giờ tóm lại là chị có dám giáp mặt với sư cô Hiếu không? Trời, em đang cần, rất là cần gặp. Yeah. Mà em còn ngồi chờ đến bao giờ sư cô Hiếu về thì thôi. Yeah. Để em gặp sáng tỏ cái việc này, chứ không có thể nào mà tự nhiên sư cô Hiếu muốn nói gì thì nói. Yeah. Muốn làm gì non đâu được. Dạ, thì kính thưa quý vị khán giả, hãy đón chờ chỗ chị Linh đây sẽ giáp mặt với. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, thì hiện tại mình đang có mặt tại tỉnh đất Sóc Mây. Alo, cô là sư cô Hiếu phải không ạ? Dạ phải. Sư cô Hiếu ơi, con đang ở trước nhà cô nè. Cô đang ở đâu ạ? Đó là cô của thành phố mà sao vừa mấy anh này nói là cô nói cô đang về, con nghe đây, anh bật loa nói cô đang trên đường về mà. Đó. Bây giờ vừa cái anh gọi cho cô đó. Cô nói là cô đang trên đường về. Bây giờ cô này biểu với con là cô đang ở thành phố có việc. Bây giờ cô đưa con lên cộng đồng mạng. Con đã xuống nhà cô từ bây giờ 3 giờ chiều tới giờ rồi. Con chờ cô rồi. Thì bây giờ con điện thì cô, anh đi điện thì cô nói cô đang trên đường về. Còn con điện cô thì cô bỏ thành phố. Thế bây giờ là con muốn gặp sư cô về cái vấn đề đó thì sư cô có về không? Sư cô muốn con chờ đến bây giờ. Thực sự cái chuyện này nó rất là kỳ cục, mà nó làm sao á, nghe bây giờ cái chỗ mà thanh tịnh như vậy mà mình đứng mình nói nó không có hay. Yeah. Nó không có hay một tí nào luôn á. Thôi bây giờ chị điện cô Hiếu, chị nói chị đang chờ ở đây từ trưa giờ đi mình. Em đi nói. Em đi nói nhưng cô không nói nữa. Yeah. Hồi nãy thì anh đi điện có em hồi 3 giờ đúng không? Đúng em rồi. Ở đây cô không có ở đây. Thì em có nói anh Thiện là bây giờ anh tìm giùm em cái người mà đăng em lên. Ừ. Để cùng gặp, tại vì chính anh đó, anh gì đó, anh Quý có nói rằng là anh Quý sẽ tìm đến em đúng không? Dạ, đúng. Và hồi 12 giờ anh Quý đến nhà em thì em lại chạy đến đây rồi. Dạ. Đúng không? Tìm đến em để xác thực cái, dạ, sự thật rồi. Là em có nhận cái bức tượng nào rồi em phải vào em đo lại cái bức tượng đó. Đúng rồi. Rồi mình sẽ quay cái tượng đó lên. Tất cả vì không phải một mình em bán tượng, rất là nhiều người bán. Chứ không phải là một mình em, cho nên bây giờ mình xem là đúng là cái 2.000 đô là bức tượng nào. Và đồng thời là người nào là người đưa tiền cho em. Em cầm cái 2.000 đô đấy em không đưa cho cô. Yeah. Nó rõ ràng là cái vấn đề đó là nhiều quá. Thế vậy thôi chứ có gì. Mà giờ em điện, để em điện lần nữa. Chắc chắn là sư cô Hiếu không lưu số của em. Thì sư cô Hiếu bắt máy. Chứ còn em điện Zalo là tắc cô tắc.